Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 203 tổ tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, như người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chống người thi hành công vụ, có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Theo đó, 5 ngày nghỉ lễ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản hơn 750 trường hợp, tạm giữ 333 phương tiện, tước giấy phép lái xe 154 trường hợp, kho bạc nhà nước thu gần 1,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để giúp đỡ cũng như đồng hành cùng người dân khi tham gia giao thông được an toàn và thông suốt, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai các tổ hỗ trợ, tặng gần 300 phần quà cho người dân trên các tuyến quốc lộ và huy động hơn 30 lượt cán bộ chiến sĩ, hướng dẫn, tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông, đảm bảo người dân về nghỉ lễ an toàn, hạnh phúc bên gia đình. Tại tuyến quốc lộ 1A, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chuẩn bị từng chai nước suối, sữa, bánh, hỗ trợ người dân và đặt bảng thông báo từ xa để người dân dễ nhận biết, dừng phương tiện nhận những món quà ý nghĩa này. Rất đông người dân đã dừng xe vào lề đường để nhận nước suối, bánh, sữa. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát Giao thông nói riêng và lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh nói chung trong lòng nhân dân.